Từ lâu, trà ướp sen Hồ Tây được coi là thứ đặc sản sang trọng bậc nhất chốn kinh kỳ Tràng An. Nhưng ít ai biết được, trà dùng để ướp sen là loại trà ngon của vùng chè Tân Cương Thái Nguyên. Đó là sự kết hợp những tinh túy của hai nền văn hóa trà nổi tiếng. Ngày hôm nay, hãy cùng Teresa, người Kenya, tìm hiểu hành trình từ trà Tân Cương Thái Nguyên trở thành trà sen hảo hạng chốn Hà Thành như thế nào. Good morning and welcome to Lotus Lake in Hanoi. It's about 5 a.m. in the morning and the weather is very nice and the ambience is very beautiful. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với công đoạn đầu tiên của việc làm trà sen, đó chính là hái sen. Có mặt tại hồ sen buổi sớm khi mặt trời mới chỉ đang ló dạng, bạn sẽ quên đi cái nắng oi ả của mùa hè. Thay vào đó là làn không khí trong lành, làn gió mát và hương thơm dịu dịu của sen. Chúng tôi đến nhờ anh Dương, một nghệ nhân trà có kinh nghiệm lâu năm, mang hương vị trà ướp sen Tây Hồ về với mảnh đất Tân Cương, hướng dẫn chúng tôi cách hái sen. Em chào anh ạ. Anh ơi, anh có thể đưa chúng em đi hái sen được không ạ? Teresa, how do you feel? I feel very happy. It's so nice and very beautiful. And it's my first time to be in a small boat like this, so it's very interesting. Oh. Okay. So, how do you choose lotus? Chọn sen thì mình phải hái vào buổi sáng sớm, từ khoảng 4:30 đến 5 giờ buổi sáng. Và những cái bông sen nó bắt đầu chúm chím, chuẩn bị nở. Tại sao mình lại phải hái vào khoảng thời gian đấy ạ? Bởi vì là thứ nhất là thời gian buổi sáng sớm thì mặt trời nó chưa lên thì hương sen nó bắt đầu nó lở thì nó chưa lan tỏa ra, thì mình thu hái sen về thì mình để ướp chè nó đạt được cái hương sen tốt nhất. Chiếc thuyền nhỏ len lỏi giữa những đài hoa, tôi và Teresa nhanh tay lựa chọn những bông hoa đẹp nhất hái về. Chẳng mấy chốc, thuyền hoa đã cập bến. Bây giờ là lúc chúng tôi bắt đầu công đoạn ướp sen. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tách những cái cánh sen ra để mình lấy những cái gạo của trong nhụy sen này để mình ướp mới chè. Trước hết là những cái cánh sen bên ngoài thì nó dày hơn và nó già hơn thì mình sẽ bửa xuống trước và mình sẽ cầm gọn lại và mình sẽ ấn xuống cái cuộn để cho cái cánh sen nó ra, nó rất là dễ. Và sau đó thì mình sẽ tiếp tục mình làm lần thứ hai và mình cũng gập nó xuống. Gập nó xuống thì thứ nhất là mình làm sao mình giữ được lại những cái hạt gạo này nó không bị rụng ra. Một bông sen, tinh hoa của đất trời đều hội tụ vào nhị, cho nên nhị hoa là quý nhất. Những bông hoa vừa hé nở cũng là khi mùi hương thơm nhất. Đấy, sau khi mình đã lấy được hết những cái cánh sen ở trong bông ra rồi thì lúc này mình bắt đầu mình lấy hai ngón tay nhẹ, thế là mình cầm xòe ra như này. Mình sẽ nhặt hết lấy cái hạt gạo này ra để tí nữa mình ướp mấy chè. Đấy. Chỉ có sen ở phủ Hồ Tây thì nó mới có cái vị đặc trưng, đặc biệt hơn nữa là lại được ướp mấy loại chè Tân Cương vị đặc trưng và tinh tú mà không có vùng nào có thể có được. Gạo. Anh ấy thì mình sẽ lấy gạo của khoảng bao nhiêu bông hoa? Tức là ướp mấy lại một cân chè xanh Tân Cương, chè tôm lõn thì nó tương đương với lại 1.500 bông. 1.500 bông. Bây giờ sau khi mình đã tách được những cái hạt gạo ra thì bây giờ mình cho vào mình sàng để mình lọc hết những cái hạt gạo để mình ướp vào trà. Sàng lọc bỏ những các cái cánh hoa ra.
chuẩn bị những cái dụng cụ đây để mình chuyên để dùng để ướp trà sen. Dụng cụ thì thứ nhất thì nó phải làm bằng đất, ví dụ là nó phải là đất gốm sứ, ví dụ như phải bát tràng. Trước tiên ở dưới cái chum này thì mình sẽ lót lá sen. Đây. Thứ nhất là cái chè tôm lõn của Tân Cương. Đấy, trước khi mình ướp sen thì là bởi vì cái chè và Tân Cương ấy, sau khi mình đã sao khô, độ khô của nó khoảng 97 hoặc 98% rồi. Thì lúc đấy là chè nó rất khô và giòn, mà để nó hút được cái hương chuẩn nhất thì mình sẽ phải bỏ chè ra là khoảng 1 giờ đồng hồ để cho nó ẩm bớt lại. Thì lúc đó thì nó sẽ hút được cái hương sen tốt hơn. Đấy, thì ví dụ là bây giờ mình sẽ sen thì mình sẽ cho một lượt chè. Ví dụ là một lượt chè. Đấy, thì mình lại thì mình sẽ lại rắc một lượt cơm. Mà cứ một lượt chè thì mình rắc một lượt cơm. Sau khi mình đã ướp gạo với chè xong thì mình sẽ phủ một ít cánh hoa lên để thứ nhất là nó giữ được cái độ ẩm, mà hơn nữa là để nó cánh chè nó hấp thụ được cái hương sen tốt nhất. Ví dụ mình sẽ rắc phủ một chút cánh hoa lên. Mỗi lượt ủ sen mất 24 giờ. Sau 24 tiếng đồng hồ, chè lẫn gạo sen được mang ra sàng để riêng chè ra và ướp lượt gạo sen mới. Cứ như vậy, qua 7 lần ướp gạo sen mới thì sẽ tạo ra chả sen ngon nhất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ hai ướp chè sen. Thứ nhất là các bạn là cái bông cánh sen nó rất là mềm mỏng, các bạn là sẽ gỡ nhẹ nhàng ra. Đấy. Dùng tay gỡ nhẹ nhàng ra, bao giờ nhìn thấy nhụy và gạo sen trong này và các bạn thả, tức là ước lượng, tức là mỗi một bông sen này là tương đương với một ấm trà, nó khoảng độ từ 0,8 đến 10 gram. Đấy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm, tức là mình sẽ ước lượng mỗi một bông sen này một ấm trà khoảng 10 gram. Đấy, sau khi mình cho trà vào trong cái tâm sen rồi thì mình sẽ vuốt được những cánh hoa trở lại bình thường như cũ và mình sẽ xếp vào những cái chum. Chè được ướp trong bông sen trong khoảng 8 đến 10 giờ, được mang ra sấy khô và để hồi trong khoảng 2 ngày thì được ướp trong bông sen thứ hai rồi thứ ba. Khi mình đã ướp qua các giai đoạn, các bước mình làm, bây giờ chè của mình đã thẩm thấu, đã hấp thụ đầy đủ những các hương sen, sự tinh túy của sen rồi. Thì bây giờ giai đoạn cuối cùng là mình cho chè vào mình sấy khô. It's very hot and you can feel the, you can smell the scent of the tea. It is very good and it's very nice. Giờ là lúc chúng tôi thưởng thức thành quả của mình. Màu xanh vàng trong vắt cùng với vị đượm nồng của hương trà quyện với mùi thơm dịu, tinh khiết của hoa sen phảng phất. Ly trà sen thơm nồng kết hợp tinh túy của hai nền văn hóa trà nổi tiếng đã khép lại hành trình của chúng tôi ngày hôm nay.